Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết, tác động của báo số 3 ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 9, Hà Nội mưa to đến rất to và rông. Lượng mưa tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Trường Mỹ, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì giao động từ 200 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Lượng mưa tại các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh khoảng 150 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn có thể gây sạt lở đất đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc làm giảm tầm nhìn khi lái xe gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông mưa lớn cũng có khả năng làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị gây ra ngập úng trong các khu dân cư ách tắc giao thông do ngập úng đường gây ngập úng cây trồng làm đất trở nên bão hòa nước hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối hư hại nhà cửa các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng Ngoài ra, từ sáng sớm mùng 7 tháng 9, các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Trường Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Từ trưa mùng 7 tháng 9, thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Thạch thất quốc oai, phúc thọ, gió mạnh cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Gió mạnh có thể gây tốc máy, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão tại Hà Nội là cấp 3, rủi ro lớn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành công điện số 10 CD UBNZ chỉ đạo chủ động ứng phó bão số 3 IAGI. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và thành phố trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là chỉ thị số 01 CT UBNZ, ngày 2 tháng 2 năm 2024 về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết, thiên tai để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố. Căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai, chủ động ra soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách, đồng thời chú trọng tập trung các phương án phòng, chống ngập úng nội thành, ngoại thành, phương án chẳng chống, cắt tỉa, giải tỏa, cây đổ, ứng phó mưa to, gió lớn, phương án trăng chống nhà cửa, công trình, biển báo, bảo đảm an toàn về người, tài sản và hoạt động sản xuất của nhân dân, phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai Phương án hỗ trợ bảo đảm đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, sự cố xảy ra. Công điện cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra an toàn hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình tiêu thoát nước, các khu dân cư để kịp thời phát hiện các nguy cơ có thể xảy ra. Sẵn sàng sơ tán, có phương án bảo đảm an toàn đối với người dân khu vực nguy hiểm, đặc biệt lưu ý đối với các huyện thường xuyên trực tiếp bị ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang lũ quét, sạt lở đất như Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Trường Mỹ, Mỹ Đức. Các đơn vị địa phương cũng cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, các cơ quan thông tin truyền thông cơ sở tăng cường các hoạt động phổ biến, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với rông lốc, xét, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Tập trung vào các nội dung, biện pháp trú, tránh, đảm bảo an toàn khi xảy ra thiên tai, thông tin cảnh báo nguy hiểm, phòng tránh đuối nước, điện giật, biện pháp gia cố, che chắn, bảo vệ tài sản, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại. Bão số 3 đang liên tục tăng cấp trước khi đổ bộ vào đất liền nước ta. Lý giải nguyên nhân, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do các điều kiện môi trường ở khu vực biển Đông là rất thuận lợi cho bão nhiệt độ trên biển hiện nay là 31 độ C và duy trì liên tục trong nhiều ngày qua. Ngoài ra, cũng rất lâu chưa có bão xuất hiện trên biển Đông, nên độ ẩm, nhiệt độ, khí áp, hoàn lưu khí quyển, dòng dẫn tại khu vực này rất thuận lợi cho bão phát triển. Cường độ cực đại của bão sẽ đạt vào chiều ngày 6 tháng 9, trước khi gặp các điều kiện không thuận lợi cho sự phát triển của bão, như yếu tố địa hình cản trở sự phát triển của bão. Dạng sáng và trưa ngày 7 tháng 9, các tỉnh ven biển sẽ xuất hiện mưa to, gió lớn tăng rõ rệt. Cao điểm đạt vào chiều tối, kéo dài tới dạng sáng ngày 8 tháng 9. Sau đó, gió và mưa giảm, dịch chuyển lên khu vực Tây Bắc Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ bị ảnh hưởng diện rộng và trực tiếp. Gió mạnh cấp 6 trở lên, kèm theo mưa to. Trong khi đó, tại cuộc họp ứng phó với cơn bão số 3, Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, đến chiều ngày 4 tháng 9, lực lượng chức năng đã kiểm đếm hướng dẫn cho 50.137 tàu cá với 219.864 người. Trong đó có 504 tàu và 3.356 người đang hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, tức khu vực nguy hiểm, biết về hướng đi của bão để di chuyển về khu vực an toàn. Các phương tiện đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú. Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định dự kiến sẽ cấm biển từ ngày 6 tháng 9. Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho hay, có tình trạng một số tàu cá vẫn tranh thủ đánh bắt. Ngoài thuyền viên đang ở trên biển, các địa phương cần vận động các chủ tàu ở trong đất liền thông báo cho các tàu về nơi tránh trú an toàn. Đại diện Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng cho biết, hiện các quân khu 1 đến quân khu 5 đã sẵn sàng lực lượng, huy động hơn 45.000 chiến sĩ túc trực và hơn 4.000 tàu thuyền, máy bay ứng phó với cơn bão số 3. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 là cơn bão mạnh hiếm gặp trong vòng 10 năm trở lại đây, sẽ gây gió rất lớn, mưa rất to tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo khoảng đêm mùng 6 tháng 9, bão vào Vịnh Bắc Bộ ở cấp 12, 13, giật cấp 15, vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12 từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 9 sẽ có mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Với lượng mưa dự báo đến 200, 300 mm, có nơi trên 500 mm, nguy cơ rất cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Ngoài ra, nếu bão đi vào Vịnh Bắc Bộ và đất liền sau đó đi lệch lên hướng Bắc khoảng 50 đến 100 km, mức độ ảnh hưởng sẽ khác. Chuyên gia khí tượng cho biết, do còn khoảng hơn 50 giờ nữa bão số 3 mới vào đất liền nước ta nên còn nhiều thay đổi, các cơ quan dự báo sẽ tiếp tục cập nhật để đưa ra các dự báo. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, báo số 3 là cơn bão rất mạnh, đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan, đồng thời cần chủ động cao nhất trong công tác ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, nhiệm vụ trọng tâm những giờ tới là kiên quyết kêu gọi, hướng dẫn các tàu thuyền phương tiện bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải còn hoạt động trên biển, ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn các địa phương kiên quyết không để người dân ở lại trên các lồng bè, tròi canh khi bão đổ bộ, có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân trên các đảo. Tùy theo diễn biến của bão số 3, chủ động cấm biển, cấm các hoạt động tập trung đông người, nhất là các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, bão số 3, bão Iagi có thể sẽ được ghi nhận là cơn bão có tốc độ tăng cấp nhanh nhất lịch sử các cơn bão hoạt động trong Biển Đông. Nhờ điều kiện vô cùng thuận lợi của Biển Đông, với mặt biển ấm và đứt gió yếu, nguồn năng lượng dồi dào, nên bão Iagi đã tăng cấp rất nhanh. Từ cường độ mạnh cấp 8 khi vào Biển Đông, chỉ sau hơn một ngày, bão tăng 5 cấp với cường độ mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 vào chiều qua, mùng 4 tháng 9. Thời điểm hiện tại, bão số 3 vẫn tiếp tục tăng cấp và có thể đạt mức siêu bão vào tối nay, mùng 5 tháng 9 với vận tốc lên đến trên 200 km/h. Theo đánh giá của các chuyên gia khí tượng, bão số 3 là một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2024 hoạt động trên biển Đông. Trong 8 năm qua, chúng ta chưa ghi nhận cơn bão mạnh nào đổ bộ trực tiếp vào khu vực Bắc Bộ kể từ sau bão số 1 Mirine năm 2016. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng theo các dự báo hiện nay, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, lâu lắm mới có cơn bão mạnh thế này khu vực bão đổ bộ cũng chính là vùng trọng điểm về công nghiệp và nông nghiệp phía Bắc ở nước ta. Theo ông Hiệp, hiện nay rủi ro cấp thiên tai do bão số 3 đánh giá ở cấp 4, ở mức chính phủ chỉ đạo. Nhưng nếu lên cấp 5, Chủ tịch nước phải ban bố lệnh khẩn cấp. Ông Hiệp đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng cần dự báo sát đúng tình hình bão số 3. Vào chiều nay mùng 5 tháng 9 sẽ tròn 48 tiếng trước khi bão đổ bộ nên phải có dự báo chuẩn để có thể ra các kịch bản phòng, chống. Bởi đây là thời điểm quyết định trong khi đó, theo các chuyên gia khí tượng, hiện bão Iagi đang là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2024, tính đến thời điểm hiện tại. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tính từ khi có dữ liệu đầy đủ, một cơn bão mạnh lên ở Biển Đông lại có thể đạt được đến cảnh giới này trong năm, cho dù chỉ là mức tạm thời. Cơ quan khí tượng Nhật Bản còn đang dự báo bão này sẽ tiếp tục thăng cấp lên 110 nút, tương đương 205 km một giờ và khí áp 905 hectopascal. Nếu điều này xảy ra, đây cũng sẽ là lần đầu tiên trên Biển Đông xuất hiện bão có vận tốc gió 10 phút đạt 200 km/h trở lên. Theo JMA, kể cả bão Meranti năm 2016 cũng không thể đạt được. Hồng Kông đã nâng bão lên vận tốc 210 km/h. Bão số 3 Yagi là cơn bão số 3 ở Biển Đông và là cơn bão thứ 11 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Cơn bão này đang di chuyển về phía đông Biển Đông và đang tiến dần về bờ biển phía đông của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão Yazi, các địa phương trên đường đi của cơn bão đang chuẩn bị ứng phó với lượng mưa lớn, khả năng bão đổ bộ với tổng lượng mưa dự kiến từ 250 đến 350 mm. Một số khu vực có thể có lượng mưa vượt quá 400 mm từ đêm mùng 5 tháng 9 đến hết ngày mùng 7 tháng 9. Ngoài thông tin về bão Yazi, các nhà dự báo bão nhận định từ mùng 1 tháng 9 đến 15 tháng 11 năm nay, đảo Hải Nam, ở khu vực Bắc Biển Đông có thể đón tới 5 cơn bão, với một hoặc hai cơn bão trong số này có thể đổ bộ đất liền. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ cao hơn về các thảm họa liên quan đến bão mạnh so với diễn biến thời tiết thông thường trong khu vực và giai đoạn này của các năm. Trong khi đó, số lượng cơn bão trên Biển Đông tác động đến Việt Nam dự báo từ nay đến cuối năm 2024 có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng từ 3 đến 4 cơn và tập trung nhiều ở Trung Bộ cũng như các tỉnh phía Nam. Mưa lớn dự báo tập trung chính vào tháng 10, tháng 11 năm 2024 ở các tỉnh miền Trung. Mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ năm nay cũng có thể kết thúc muộn hơn bình thường. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào khoảng nửa cuối tháng 11, ở Trung Bộ vào khoảng nửa cuối tháng 12. Chiều mùng 4 tháng 9 do ảnh hưởng của bão số 3 Iagi, nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh có mưa lớn kèm gió giật mạnh, gây ra tình trạng cây xanh bật gốc gãy đổ khiến một người đi đường nhập viện cấp cứu. Theo đó vào khoảng 15 giờ cùng ngày tại nút giao Huỳnh Mẫn Đạt, An Dương Vương, quận 5, nhiều cây xanh bị gãy cành rơi rụng xuống đường, một người đi xe máy bị cây xanh đè trúng đã bị thương. Hiện tại, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Cách đó không xa, tại đường Trần Phú, quận 5, cây xanh cũng đổ xuống đường. Cùng thời điểm này, trong cơn mưa lớn, một cây cổ thụ tại cư xá Thanh Đa bất ngờ bật gốc đổ xuống đường theo người dân thời điểm xảy ra sự cố có một người phụ nữ qua đường bị nhánh cây đổ xuống làm bị thương nhẹ một ô tô đậu dưới đường cũng bị nhánh cây đè lên tại hiện trường gốc cây bật khỏi mặt đường làm bê tông vỉa hè nứt nẻ dây điện bị kéo theo khiến cả khu vực mất điện nhận tin báo lực lượng chức năng quận bình thạnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố còn tại khu vực thành phố thủ đức mưa lớn kèm gió mạnh gây ra tình trạng sụt lún tại khu dân cư ở phường phước long b hố ga xuất hiện khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sợ không cẩn thận sẽ bị ngã vào, gây tai nạn nghiêm trọng. Tại quận 1, cây cổ thụ trước dinh độc lập bật gốc trong mưa lớn khiến giao thông qua khu vực ảnh hưởng. Ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết bão Iagi dự báo sẽ vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Ảnh hưởng của bão, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ chỉ bị ảnh hưởng mưa nhiều. Theo ông Quyết, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nối với cơn bão số 3, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trong hôm nay và 3 ngày tới, tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mưa to đến rất to từ trưa, chiều đến tối. Trong mưa rông cần đề phòng lốc, xét và gió giật mạnh. Vừa qua, khi tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 19C164XX có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra. Tài xế DMH sinh năm 1994, chú huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, không vi phạm nồng độ cồn, xuất trình được đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển. Về hàng hóa trên xe, tổ công tác phát hiện số lượng lớn bánh trung thu và các loại bánh kẹo khác có bao bì in chữ nước ngoài, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng này. Làm việc với cảnh sát giao thông, tài xế H khai nhận đang chở thực phẩm, bánh kẹo, bánh trung thu từ tỉnh Lào Cai về xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đội cảnh sát giao thông số 6 đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa người và phương tiện liên quan về đội quản lý thị trường số 13 để làm rõ chủng loại, số lượng, nguồn gốc hàng hóa. Tại đội quản lý thị trường số 13, các lực lượng chức năng kiểm tra và ghi nhận xe tải trên chở khoảng 9 tấn bánh kẹo, thực phẩm, rượu, tất cả đều ghi chữ nước ngoài, chưa có hóa đơn, tem phụ, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó có khoảng 200 thùng bánh trung thu, tổng 1.600 chiếc bánh. Các lực lượng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai có nhận định về cường độ và hướng di chuyển của bão số 3 Iagi. Cụ thể, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cho rằng bão Iagi đã rời khỏi lưu rông, nơi vốn được xem như một trận đồ phá bão bởi những dãy núi cao phía đông và nhiều cây rừng cổ thụ và xen kẽ với các rãnh sâu giữa những ngọn núi. Bão vào nơi đây dù có là siêu bão cũng phải tan, nhưng khi ra khỏi lưu rông rồi mà vẫn còn tàn dư của xoáy thuận thì bão lại có điều kiện thuận lợi để phát triển vì không còn chứa ngại vật cản đường. Tâm bão Iagi đi qua lưu rông nhưng lại tránh được các dãy núi cao phía đông, vì vậy nó vẫn giữ được xoáy thuận mạnh để không tốn nhiều thời gian phục hồi năng lượng và mạnh lên. Thêm vào đó, nền nhiệt bề mặt biển ở Bắc Biển Đông đang rất cao, 31 độ C, sẽ là nguồn năng lượng dồi dào, tiếp sức cho bão mạnh lên. Iagi sẽ đạt cấp độ cuồng phong vào tối mùng 4 tháng 9 và không loại trừ khả năng mạnh lên thành cấp siêu bão vào ngày mùng 6 tháng 9 khi bão tiếp cận bờ biển đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Nếu tâm bão đi qua khu vực giữa hoặc phía nam đảo Hải Nam thì bão sẽ giảm cấp nhiều và cấu trúc bão có thể bị phân mảnh một phần vì nơi đây có các ngọn núi cao từ 1.500 đến 1.800m, ngũ chỉ sơn ở giữa đảo 1.840m là núi cao nhất hải nam. Các đỉnh núi cao trên 1.500m khác tại hải nam là anh ca lĩnh, nga tông lĩnh, hầu mi lĩnh, nhã gia đại lĩnh, điếu la sơn. Nếu tâm bão đi qua khu vực eo biển giữa hải nam và Lôi châu thì sẽ là điều nguy hiểm cho vịnh bắc bộ vì bão sẽ không giảm cấp nhiều. Hiện nay, mô hình GFS của Mỹ và CMC của Canada cho rằng tâm bão sẽ đi vào bán đảo Lôi Châu. Mô hình ECMWF của châu Âu cho rằng tâm bão sẽ đi qua đảo Hải Nam. Tôi thiên về mô hình của châu Âu hơn bởi hiện nay phía cao nguyên Tây Tạng đang hình thành một áp cao lục địa, có tâm áp cao lên đến 1019 hectopascal. Áp cao này dịch chuyển dần về phía Nam sẽ ép tâm bão Iagi đi hướng chính Tây hoặc chỉ trích Tây Bắc một chút Thay vì đi hướng tây bắc vào đất liền Trung Quốc, vị tiến sĩ nhấn mạnh tất cả các điều kiện khí tượng đang rất hỗ trợ cho Iagi và vì vậy chúng ta không được chủ quan với cơn bão này. Theo cơ quan khí tượng, bão Iagi hay còn gọi là cơn bão số 3 trong những ngày tới sẽ tiếp tục mạnh thêm, khả năng vùng biển và đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này.